năm 2015, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện tập trung vào chủ đề trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Qua gần một năm thực hiện, đã có nhiều điển hình với những việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Năm 2015, đồng chí Cao Thị Bé Thảo đạt giải nhất cuộc thi viết về những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Và cũng vào tháng 3 năm 2015, đồng chí được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2015. Thời điểm này, Cao Thị Bé Thảo vừa tròn 5 năm công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Một cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao trong công việc. Đặc thù công tác của ngành tòa án là giải quyết các tranh chấp, các đơn thư khiếu nại. Nên trong công tác tiếp dân thì tôi tiếp dân với thái độ hòa nhã, lịch sự, giải quyết với thái độ là khách quan, công tâm, hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu về những cái quy định của pháp luật. Từ đó giúp cho người dân giải quyết được những cái mâu thuẫn trong xã hội. Khi được lãnh đạo giao giải quyết đơn khiếu nại của công dân, tôi nghiên cứu lực các văn bản pháp luật liên quan để giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được nhanh chóng, kịp thời. Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đó là những tiêu chí mà Cao Thị Bé Thảo dựa vào để phấn đấu trong quá trình thực hiện chức trách của mình, giúp một cán bộ, một đảng viên trẻ như Thảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và thực tế, qua gần một năm triển khai thực hiện chủ đề trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, bằng việc cụ thể hóa thành những chuẩn mực, những quy định của từng ngành, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ đảng viên đã có kế hoạch thực hiện phù hợp, tiếp tục góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo cái chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối thì chỉ đạo cho cấp ủy cơ sở căn cứ vào cái từng cái nội dung trong chuyên đề 2015 thì các cái chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối cũng như các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hàng tháng sẽ có cái nội dung có hàng quý, hàng tháng có cái nội dung về học tập và làm theo chuyên đề 2015 từng nội dung một, tức là quý 1 thì sẽ thực hiện cái chuyên đề là trung thực, trách nhiệm, quý 2 thực hiện cái nội dung là gắn bó nhân dân, và cái quý 3 thì sẽ thực hiện cái nội dung là đoàn kết xây dựng đảng và vững mạnh. Từng quý vậy thì mỗi một cái bộ phận sẽ có một cái chuyên đề, xây dựng một chuyên đề. Do đó mà khi xây dựng chuyên đề thì đưa ra tập thể để mà đóng góp, và từ cái đóng góp đó sẽ thành một cái chuyên đề chính thức để cho các bộ phận học tập làm theo. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long có hơn 250 cán bộ viên chức người lao động với nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện tính trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, từng cán bộ viên chức người lao động đã đăng ký thực hiện tốt các công việc cụ thể. Từng tập thể và cá nhân đều có xây dựng cái chuẩn mực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Thì trong quá trình thực hiện thì thông qua các cuộc họp lệ của chi bộ đã có tổ chức là đánh giá và phân công đảng viên báo cáo là kết quả thực hiện để mà tập thể đóng góp ý kiến. Việc mà thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, lãnh đạo thì cũng được là cấp ủy là chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, sở môi trường là bám sát theo cái hướng dẫn của đảng ủy cấp trên và theo chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị và của cá nhân. Qua học tập thì cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã có sự nhận thức rõ nhiệm vụ của mình trong việc là tổ chức thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, công tác tiếp dân kết hợp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ngày càng có hiệu quả. Các thủ tục về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức cá nhân được thực hiện đúng quy trình, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian.
các quy định của đơn vị về cải tiến lề lối làm việc trong công tác đo đạc, bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cấp đất, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quan trắc môi trường được tăng cường thực hiện, góp phần nâng cao hiệu suất công việc. Mỗi cá nhân tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm, tính trung thực trong giải quyết công việc hàng ngày, góp phần vào thành quả chung của đơn vị. Khi mà tiếp xúc, hướng dẫn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với người dân thì luôn có cái thái độ là gần gũi, thân thiện, đồng thời cũng kiên trì để hướng dẫn người dân hiểu được cái mục đích của xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì bản thân cũng đi sâu sát vào cái thực tế để nắm được cái tình hình cụ thể của từng hộ gia đình, từ đó để đưa ra cái giải pháp nó phù hợp. Về cái đoàn kết và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh thì bản thân luôn đoàn kết trong các cái nguyên tắc sinh hoạt đảng về cái công tác phê bình và tự phê bình, và luôn có cái ý thức là xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và xem cái xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đó là cái nhiệm vụ then chốt. Và nó thể hiện là bản thân tôi là luôn mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các kỳ họp chi bộ, thực hiện tốt cái công tác phê bình và tự phê bình để phát huy những cái ưu điểm, hạn chế những cái khuyết điểm. Đối với cái công tác chuyên môn thì phải thực hiện đối với công tác là định giá đất cụ thể. Thì công tác này cần phải xác định giá đất của thị trường để phục vụ cho công tác thu hồi giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Thì cái này phải đòi hỏi cái người thực hiện là trong quá trình thực hiện mình phải hết sức là trung thực, mà trung thực với kết quả điều tra được và trong quá trình nội nghiệp, để làm sao đảm bảo tính khách quan để giúp cho cái việc thu hồi giao đất nó không bị sai. Đó. Rồi đối với cái công tác đo đạc thì mình cần phải người đo đạc phải có tinh thần là trách nhiệm rất là cao. Trách nhiệm để đo đạc được cái công tác phải cho nó được chính xác, kết quả chính xác, và phải có trách nhiệm trên từng thửa đất của người dân. Và trong quá trình tác nghiệp thì khi tiếp xúc nhân dân thì mình phải ân cần, nhỏ nhẹ, phải giải thích thấu đáo cho người dân hiểu rõ vấn đề. Cùng với việc nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên về trách nhiệm trung thực, gần dân trong quá trình thực thi công vụ, năm 2015, mục tiêu đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh cũng đã được các cấp ủy đảng tập trung tổ chức thực hiện chặt chẽ. Trong đó, các chi đảng bộ cơ sở đã tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đảng bộ. Lãnh đạo thì của đảng bộ công ty thì luôn quan tâm lãnh đạo. Trong đó thì cái quan tâm là củng cố hay xây dựng cái tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các cái chi bộ trực thuộc của đảng bộ. Cái thứ hai nữa là luôn quan tâm lãnh đạo và chính quyền, các đoàn thể, để mà làm sao là nâng cao cái năng lực lãnh đạo để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, các cái đoàn thể của đảng bộ công ty. Thì đối với các cái chi bộ thì đảng bộ thì luôn quan tâm nâng cao cái chất lượng sinh hoạt lệ của các cái chi bộ, cũng như là quan tâm tới cái công tác đó là lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, rồi luôn quan tâm tới cái vấn đề là nâng cao cái chất lượng sinh hoạt lệ ở các cái chi bộ trực thuộc. Và đồng thời về phía đảng bộ cũng thường xuyên tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí, các đảng viên ở các trong cái đảng bộ. Tinh thần gương mẫu, rồi quyết tâm lãnh đạo của từng đồng chí trong cấp ủy, mà đặc biệt đó là chúng tôi bồi dưỡng và nâng cao cái trình độ, kỹ năng cho đồng chí bí thư, thì từ chỗ đó là làm cho cái xây dựng được các nội dung hoạt động mà bám sát được cái hướng dẫn 05 của ban tổ chức tỉnh ủy một cách là hiệu quả, đạt chất lượng. Và đồng thời là trong quá trình triển khai thực hiện thì cái vai trò của các đồng chí đảng viên là cũng hết sức là gương mẫu đào tạo. Thì nói tóm lại, tôi cho rằng là trước hết là cái vai trò của cấp ủy nêu gương trung thực, trách nhiệm, thể hiện được cái ý chí quyết tâm của mình để cho là tập thể đảng viên và cán bộ công chức nhận thấy. Kế đến là cái vai trò của từng đảng viên. Yêu cầu rèn luyện tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh thực tế không phải là vấn đề mới đặt ra. Tuy nhiên, năm 2015, trong bối cảnh cả nước tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, vấn đề trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân,
đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng là muốn là để hạn chế những cái tình trạng là lúc báo cáo tổng kết thì nó kết quả cao, kết quả hay, nhưng mà sau đó thì phải tập trung khắc phục, và thậm chí có những cái báo cáo nó không chính xác. Từ cái yêu cầu đó mà đòi hỏi là phải trung thực, tức là phải báo cáo đúng, phải đánh giá đúng tình hình, rồi phải nỗ lực quyết tâm trong cái tình hình cao hơn. Đó là cái yêu cầu về mục tiêu kinh tế xã hội đặt ra. Một cái yêu cầu thứ hai đó, nó đặt ra đó là về xây dựng đảng, tức là năm 2015 là năm đại hội đảng các cấp tiến tới hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Mà cái năm đại hội đó, đây là cái đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn đảng, toàn dân, tức là một cái đợt để toàn dân đóng góp xây dựng đảng, đóng góp cho mục tiêu kinh tế xã hội nhiệm vụ 5 năm tới, để thực hiện làm sao đánh giá chính xác cái 5 năm vừa qua, đề ra cái nhiệm vụ 5 năm tới cho nó xác thực và cái tính khả thi cao. Mà cái yêu cầu để xác thực và cái tính khả thi cao nó đòi hỏi là phải đảng phải trong sạch vững mạnh. Do vậy mà có mục tiêu là xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tại đại hội đảng các cấp tỉnh Vĩnh Long vừa qua, yêu cầu về trung thực trách nhiệm được đặt ra trong từng khâu tổ chức thực hiện, nhất là trong công tác báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 5 năm 2010-2015, thành tích đạt được cũng như hạn chế thiếu sót trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện được yêu cầu phải chỉ rõ trên tinh thần khách quan, chính xác. Để từ đó, từng nơi đề ra chỉ tiêu nghị quyết, những khâu đột phá phát triển và nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi. Kết quả đạt được từ công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong tỉnh cho thấy, tiêu chí về trung thực, trách nhiệm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được đảm bảo tốt yêu cầu. Trong cái đánh giá về cái tình hình đó, thì các cấp đó, các đồng chí đã nêu được cái mang cái tính tự phê khá là cao, tự phê và phê bình khá là cao trong cái mặt làm được, rồi hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thì nó toát lên được cái tính phê và tự phê bình. Cái thứ ba nữa thì trong cái đánh giá thì cũng thể hiện đúng được cái thực trạng, đúng cái thực trạng, và phân tích cái rõ những cái nguyên nhân đó là khách quan, nhất là có sự chủ quan, nguyên nhân chủ quan, nhất là cái chủ quan về mặt thiếu sót. Như Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vũng Liêm đã thẳng thắn nhìn nhận, 5 năm qua kinh tế huyện nhà có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, hàng nông sản chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, giảm nghèo chưa bền vững, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, nhất là giao thông. Huyện Mang Thít cũng mạnh dạn chỉ rõ, tăng trưởng kinh tế của địa phương 5 năm qua chưa thực sự vững chắc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn phát triển chưa đồng bộ, đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm, chất lượng giảm nghèo chưa vững chắc. Hoặc thành phố Vĩnh Long nhìn nhận, khả năng phân tích dự báo tình hình phát triển nhiệm kỳ qua chưa sâu sát, dẫn đến hạn chế trong lãnh đạo điều hành thực hiện chỉ tiêu nghị quyết, kết cấu hạ tầng đô thị nông thôn của thành phố chưa đủ đáp ứng điều kiện phát triển kinh tế địa phương và thu hút đầu tư. Những hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được các chi đảng bộ chỉ rõ và đặt ra chỉ tiêu giải pháp phù hợp cho phát triển địa phương đơn vị giai đoạn mới với tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần đảm bảo tốt yêu cầu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tiếp tục là mục tiêu quan trọng hàng đầu và được xác định là nền tảng, là điều kiện cơ bản giúp thực hiện đạt mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Như Đảng bộ thị xã Bình Minh xác định, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển toàn diện, phấn đấu Bình Minh đạt đô thị loại 3. Đảng bộ huyện Bình Tân, huyện Tam Bình đề ra phương hướng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ huyện Trà Ôn, huyện Mang Thít, huyện Vũng Liêm khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh đối với mục tiêu đến năm 2020 có trên 50-60% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ huyện Long Hồ gắn kết nhiệm vụ xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Các nhiệm vụ giải pháp phù hợp để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
cũng đã được xác định để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả. Qua gần một năm thực hiện chủ đề trung thực trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, các địa phương đơn vị trong tỉnh Vĩnh Long đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015, báo cáo chính xác trung thực về thực hiện chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 5 năm 2010-2015 tại đại hội đảng các cấp và xác định những mục tiêu giải pháp phát triển phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2015 sắp kết thúc, những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương Bác là động lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, cũng là thành quả đáng tự hào báo công dân Bác.